Xin chào, đây là Đức, một gương mặt rất chi là quen thuộc với các bạn đã biết đến Tò Hay Fun. Đức năm nay 25 tuổi và đã tham gia sân chơi của Tò Hay được 9 năm. Nếu bạn đến Tò Hay vào một buổi chiều, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng piu piu từ phòng ác. Ấy chính là Đức và là nhân viên part time của Tò Hay. Nếu các cậu để ý, những bức tranh của Đức đều được ghi các dòng số điện thoại ở một góc hoặc nhiều mảng khác nhau. Từ lần đầu ngắm tranh của Đức, chúng tớ đã rất bất ngờ với những mảng màu đối lập, phối rất ấn tượng. Từ những bạn cá đủ màu, những bông hoa còn rực rỡ hơn cả. Bất kỳ thứ gì qua bàn tay của Đức cũng thật nhiều màu sắc nổi bật. Và nếu đặt các tranh gần nhau, chúng mình sẽ thấy một màu xanh rất đặc trưng. Đức còn có biệt tài vẽ chân dung rất siêu. Dù thoạt nhìn, mọi người đều có mắt mũi miệng giống nhau, nhưng từng bức chân dung đều toát lên cái thần thái và tinh thần bên trong rất rõ ràng. Tham gia lớp coaching của Tò He, Đức đã được các giáo viên hướng dẫn nâng khổ giấy từ A4 lên A0, một điều hết sức khó khăn. Đức cũng đã trải nghiệm thêm rất nhiều chất liệu mới. Không chỉ còn là sáp dầu và giấy quen thuộc, Đức đã dùng màu wax, màu acrylic vẽ lên những bức tranh vặt, rồi cả tranh toan khổ lớn. 9 năm qua, Đức đã rất nỗ lực với nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên và yêu đời của mình. Hãy cùng Tò He đồng hành cùng Đức trong những chặng đường tiếp theo nhé!